À, thứ mự. Dạ. Cô Rồi mừ. à, người ta yêu người ta yêu kêu cô mự lắm. Ông thầy đó, cô mà cô gì trời ơi. À, bữa nay ra sùi dưới với bà. Trời ơi, chở đồ. Rớt giờ sáng dưới sao lượm ăn đi nè. Chúng. Ông đi dưới đây à, ông Phúc còn. Tại sao? Chiều á cái mát trời vô đẩy bả có con. Một xá. Thầy không có quan tâm tới đó. Đây với thầy nè con. Ừ. Được quá rồi không nè. Áo lên kê, linh kê một xá. Thầy không có quan tâm tới đó. Quan tâm cái gì đi. Tôi nha, mà tôi quan tâm vụ này. Gót vô nổ dữ sao nó thở được. Hổm gà là biết rằng không đóng cửa, nhưng mà tối nay để y vị cho Phương nó về nhà, chừng nào đúng 3 giờ khuya chúng ta mới phá cửa lại được, để vị hoài nha. Rồi còn lần nữa nha. Để ăn trộm vô lấy ba cái tàu được. Chiến kia như này nó chết. 4 giờ 3 xá. Tủ trăm à. Vô luôn xin. Hai sáu cờ. Xong rồi gà. Nhị ba xá hai xá. Gà hết thấy đường. Bây giờ cầm cái. Mà bà chị lại đây ngay giữa mà. Bà chị. Nữa rồi biết nãy bấm nút biến. Đứng ngay giữa. Đứng ngay giữa. Nghe đọc nè. Rồi lâm ra lâm. Đóng cửa. Chăm cha. Trời ơi cho nó uống chết luôn thầy. Nó nổi này nổi kia rồi nó chết rồi sao ba. Thắng ơi. Tôi đỡ anh chịu không? Tôi ghi chăm cha. Nhất tâm kiểu thành. 4 giờ khuya. Giọng hồn thức tỉnh giấc mê mang một xá. Xá tôi hoài cha. Để cái ngọn đèn này xuống. Ông đưa cái miếng này mặt luôn chứ gì. Ông đưa ra đi đưa gà đi cho tôi. Nè con cho gà uống nè. Dạ chấm. Cầu luôn. Sao vậy? Không sao. Nè dạ chấm cha. Chào Phật con nóng còn chết con đổ kia thì ruột không cao cha. Nhị bá xá hai xá. Thẹt luôn. À, chúng con nhận thấy cái ca cầu đẹp dữ rồi nha. Chúc chú. Ngặt cái thang của Trung Quốc khổ. Rồi đúng đường gà đây. Dạ. Đừng có nói nữa. Lạc nữa cha. Cổ thể liễu đâu. Đưa ly nước của cổ ra coi. Tôi phun vô mặt nó coi. Bị cái cầu Trung Quốc đó. Được hết trơn á. Dùng lưỡi gắn nhẹ con ép nha. Rồi. Dùng gì phun nữa hả? Rồi để ly nước xuống đi. Có ý nghĩa. Không sao tôi không có làm vụ này nữa. Tại nắp thang Trung Quốc quá. Không làm sao qua sông Hoàng Hà được. Câu Phật cô. Cha mẹ đẻ mới thấy nó. Mới thấy à. Hôm hỏi cái nó gầu. Mấy người con giải thích đi. Bụi bụi đứng kế lại đi. Kéo lại quầy nó chiêm ngưỡng sắc đẹp của thầy. Mày sao mày mà lông đó mày. Rồi nghe nè. Chúng thích đi. Xong chi. Mở mắt lên con. Xéo luôn rồi. Nghiệt.
Ngọc Quang Huy mọc lại. Trang về mày đây nè mày. Ngủ quá, trường Trang sao hết nổi rồi con. Ôi, bắt mê, mọc lại. Thu không có cho nói nghe. Đây là Nghiêm Minh nè. Chết cái xong biết liền à. Thất tỉnh, sao không kỳ vậy con. Dân hồn, mau trở lại một xá. À, xá đi nước ba xá coi. Ủa em mà chua mà thua nó. Dám chua nó đâu. Gà kêu tốt rồi đó đâu. Ừ, tôi cần vậy đó. Chảy máu rồi nè, đủ. Rồi, đứng ra đây. Chăm cha. Nhờ cô nó thua nó ông chân. Chăm cha. Ông nội ông đổ kiểu sao nó sợ cha. Đứng bóng bên tay. Tôi đổ ông thì ông chết rồi sao. Vậy bái lại hai lại. Ông đổ gà. Ông đưa cái ly nước cho ông hạnh coi. Ông đang quỳ đi. Đổ hai lần nữa chắc vô chảo luôn à. Rồi giờ nghe tôi nè chị. Cái tay lũng đổ máu hơn chết rồi nè. Lên chị đâu đây chị nữa. Không. Tôi kêu chị đọc đứng bên đây nè. Đó, thấy không. Đứng bên đây chứng minh. Đi về chứ bên. Vô. Tôi đọc mấy cái bài vị nè. Nhất là thỉnh đông tây một giáp ác. Xá một xá. Tâm nè. Bính đinh quả thổ mộc kỳ. Kim canh trăng mộc giáp bát chứng minh. Chăm cha. Đổ ông nội này cũng nói cũng làm hoài chết đâu nhị bái xa hay xa rồi đưa cái ly cho chị đọc nè đưa lên nước trà sao này giờ không kêu biến kế bên ông gõ cái gì cốc liền thầy chùa làm gì trộn thấy mà đứng lên tôi đổ được em tôi đổ được không đây bọn biết đổ đâu để tôi đổ cho không được ông đâu phải vợ đâu mà ông biểu làm rồi nghe nè đổ được nè dạ đừng nói chuyện Nghi Minh ơi coi chúng con đang đàm để làm cho xong đi muốn giỡn chút giỡn tam tông trong mạng giống nào nghe ông nói nghe không có được ở xuống không trời ơi cái chùi hai trời ơi người ta vậy mà ta có công đức lên cái đi nhất lễ tỉnh nhông hồn ráng nghe kinh kệ bà tình thế chăm cha ông có quyền cầm gà đưa ngoài cầm ai ra ngoài đâu cả hãy đưa thôi đi cầm cái gà đi mà bây giờ cho sâu để đây đi sâu đem đây trước đi chưa có để sâu cho nó gác muỗng này làm gì rút ra học lên một ca nữa nha sâu tôi chỉ sâu ơi giống đám ông đấu ngày hôm qua thương còn la còn nè à, cái đám này ngộ quá đem dĩa Trung Quốc không nậu mà để không muốn liếc tới cái đó dạ sao để như vậy ờ à, đúng rồi ở sao cũng tròn vẹn gì nữa để đi vậy để đừng đi cho ông đi cái gì vậy ông dành cái gì đi hả ông đi ông ai ai đi nghĩa tế Nghiêm Minh nhị bái hai lại tôi có bắt ông làm gì không hả ôi nhìn ngón đèn mà nhớ bà nhớ Diệp bộ sợ thầy cháy áo cái gì vậy chết giờ cũng cam đành ngủ à nghĩa tế trà chăm á đèn hôm bữa nay biết nghĩa tế chết cũng lại chăm lúc tiệm rồi mà dựa góc đột mà tự hoài biết sao ý không nói nữa nghe nghĩ mới hai xã đánh con gà lên kêu một chút coi bắt đạp người ta vậy đó hả chứ đánh sao ờ mà không ờ mình đánh có kêu quay dễ dở cái lưng đó chuyện ra đừng một chuyện nó bà lầm một vòng rồi ờ mới thấy à tôi làm việc ông coi ông biết chỗ này là chỗ gì không sao ông giỡn hoài vậy ai khai khẩu ông hả đi tới đi có phút toàn mà không biết cái gì đâu gì mà
Rồi đã con Kim nó dính vô đó rồi như lên mạng nữa chết nữa. Đã đằng kia địch trời giờ tác dụng này nữa. Cho nó ma sát đâu cừ giết nhiêu. Ông chủ tịch tôi muốn ai quay cho thầy. Xuống chiếm quốc toàn á. Nè, xá hai xá. Đánh gà lên. Ờ mới quá hay quá hay. Nhưng mà không nói điều lĩnh nha. Không có nói tào lao á. Không. Ai khai khẩu như vậy? Tôi khó đó nha. Qua một lần nữa tôi đàng hoàng hết chưa? Rồi. Dính cái câu không mã đi dùng coi. Nhào đầu đi. Đi theo mấy người chợ luôn. Thôi không căng. Đâu rồi đâu rồi? Đưa ly nước lại cô con. Ai mà kêu bả hay gì trời. Kêu bả hay gì. Trong đây ngộ con nha. Hồi nãy dĩa chung quắc bây giờ tới bả nữa rồi. Chúng ta gì nữa à. Sáng trên kia thì nói sư cô ơi. Sư cô lên mạng chào Phật ơn. Họ cứ trịch tỉnh không nói gì. Cái gì gia đình nó không thầy sư cô gì ông nội. Sáng sư cô lại kêu bả. Không có thầy trên đám ma bà kia. Đâu rồi được. Đưa nước cho ông thầy coi. Trời nước lạnh. Nè nè nè. Ông xích bên bên bộ ông tiết chùm lông gà lắm hả? Lại. Ông đạp ra muốn mắc hở. Có đạp ở đâu? Bứt con câu nó không à? Bóp bóp con câu nó đó. Đây rồi, bóp bứt nó thôi. Bóp bứt nó đó. Để cho thầy. Để cho thầy uống thôi. Từ ngoài lên cùng băng này chắc nước cự nó cắt tám làng nữa. Đừng đưa lên để nghe hút toàn không đủ. À, thông chi địa nhật nghiệp quan quy một cát ăn cấp bắt ấn nè con đó họ nghiêm minh vậy gà 4 giờ khuya chim kêu dượng hót sao thở hoài con vong hồn bà phưởng phức đâu đây đó một xá. Ôi quá hay nha con. Ừ. Cả chấm chấm chào. Đổi giờ chết gà luôn. Dẫn nó đổ hết đi nước nó đu lại luôn à. Xá hay xá. Nhị mai. Đây có con giò hả? Cầm hai tay hai giò. Đâu có ai mượn ông khai khẩu vậy. Để gia đình ta đưa lên. Bao nhiêu nó mỏ là đưa vô bao nhiêu nó khang. Ta biết thấy ổng đi có con giò. Ai mượn lại cầm gà vậy hả? Không ai mượn. Để tôi kêu. Mấy người này gầu mới được đưa những người kia. Rồi ra đi ba. Sao mà không đổ ở đây đổ đâu dưới gà? Rửa mặt đi hả đổ? Nè, hương nè. Con, thầy rướng nước này cho con. Thầy, bột xá. Mát quá là cái gì? Thầy đốt thì mặt được chứ thầy. Người ta có mồm lắm lửng rồi. Ngoài. Kêu ông nội sẽ kêu luôn nha. Tôi là khó à. Phát biểu lại cho đàng hoàng như kia. Mấy chị quỳ xuống nặng tôi đọc chú gà nè. Án lên cây, lên cây. Nụ này chưa gì án lên cây trước tôi cha. Án linh kê, linh kê. Đưa thức tỉnh sao không dòm về cũng ra. Dòng hồn mau trở lại. Án cấp đá hạ. Uống nhiều vô. Dạ, nghe nè con. Địa tạng tu tôn lai nghinh. Sao mà mở mắt hết được rồi con. Vì là tiếp dành. Ô cát đức à, cứu độ vong hồn tạo tịnh độ tới bà tinh thái. Mình thì 1-2 giờ trưa sao đưa ông đàn ngay mặt thầy hoài chèn kiếm được ra thầy phương cái gì vậy gà hãy mở mắt ra chúng con đê đầu ngọn đèn và con gà để hồi hướng cho vong hồn mong mau về nhà này cái gì sôi giờ nào ít mới sợ xá vô bạn gà ba xá rồi ông thân ai đã biệt đưa cái nón lá đây chị ở ngoài sao chị xem vô đây chị đứng đây đưa nón lá chổng kìa không cho luôn dạ chấm ơi.
Hồi sáng này có cái thằng khùng khùng nó đi ngang á, cái tới ông Thịnh sao không? Nó nói nhà ông Thịnh đắc ý nhất là cái câu chà chấm chấm chà. Nghe không? Nghe không? Thôi để lâu cúng mày đi. Với cái câu lại lầm á, lại lầm á. Nhị bái hai lại. Ở đây đủ lễ mới được chứ. Nó nghe là đừng la quá ông nội đứt giật máu chứ. Dạ, đứt chết theo cũng được. Đâu vậy con, nãy giờ cũng mệt rồi. Án gì mới kêu 4 giờ. Án à. Linh kê đánh vô gà 3 cái coi. Sợ nó đau gì ông vậy nhẹ lại lên. Một lần, 2-3 lần nữa. Lên. Mô Phật à. Chơi lên. À, tủ trăm. Hãy cho gà uống uống rượu trong miếng nữa. Nhị bái, xá hai xá, xá đi rượu hai xá. Rồi ông cầm con gà đưa ly ly rượu đây. Ông uống. Không phải. Hả? Ông uống cái gì? Không phải. Lấy cái nè. Nè, lấy cái tài nhang ở đây sao mà lo vụ này đi, áo cháy thành Phật chứ gì. Lấy tầm nhang ra cho tôi thỉnh với cái đơn vị. Cháy là thành Phật nước, mà cháy hết ông rồi à. Án linh kê, linh kê. Sáng gà một xá dưới lại một lại. Ủa sao sáng gà ông nội? Án linh kê, linh kê. Không chi địa nhược nguyệt quan quy. Ngủ quả trường canh tối bắt mê. Thức tỉnh dòng hồn mau trở lại án cấp tá hạ. Buông tay ra cho tôi vỗ. Trời ơi, nữa hai lần nữa. Rồi đưa gà đây cho tôi. Không đi về nhà đó. Ừ. 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 Tôi tưởng nó ỉa không chứ. Nó ỉa cũng ráng chịu nữa. Còn mát dữ hả con. Rồi tầm đi nước này đi. Sao mà còn điều ác vậy trời. Ví dụ gì? Rồi lại ba lại đi bưng dâm về. Rồi xong.